Chào các bạn, chiếc máy hàn này với lỗi là khách thông báo bảo là không có đĩa hàn ra, để xem chúng ta xem nó hỏng cái gì nhé. Và khách có nói là mình đã sửa một lần, ghim qua bóng đèn đã trước đã, quạt đã chạy nhá, quạt này quạt chạy trực tiếp 220 rồi, ra có 1,9V này thì làm sao mà sạc được, mà sửa được các bạn ạ. Đây là hàn tận 22W, tháo nó ra nhá, xem tình trạng nó như nào. Ngày hôm nay ăn mới sửa máy hàn, từ sáng giờ sửa hai con rồi, con này là con thứ ba. Bây giờ hiện tại là 6 giờ kém 20 các bạn, tức là 18 giờ kém 20. Tôi cứ vứt vào đây đi, xem mình sửa họ ngày bao nhiêu. Mấy họ đem đến là bảo là máy này trước anh em sửa một lần rồi, mấy anh ấy bảo thế. Mình thì mới bảo là em sửa máy hàn nhiều lắm em không nhớ được, thì tất nhiên là hết bảo hành các bạn nhé. Mình sửa thì mình chỉ bảo hành có 1 tháng mà máy rất bẩn luôn. Đây đây, có ngày tháng đây. Ôi lù dã man này à, các bạn chờ một chút nhé. Mình nhìn ấy thì là 18 tháng 5, còn cái này là số 20 hay là số 24 ấy, mình không nhớ, không nhìn được, có lẽ là số 20 hay sao ấy. Nhưng mà con này ngày xưa thì hình như là anh khách này đem đến hết là chỉ thay quạt thôi, quạt hỏng thôi các bạn ạ. Mình hàn quạt thôi, mình thay quạt cho người ta thôi, và họ dùng cũng một thời gian thì nó bụi bặm rất là nhiều rồi mọi người nhé. Máy nhìn khá là chất này mọi người, thiết kế kiểu máy này này, có lẽ là ngày xưa mình thay quạt thật đấy các bạn ạ, bởi vì con này trên bo chưa có động chạm sửa chữa gì cả mọi người nhé, không hề có cái gì cả ngoài cái chuyện là hàn quạt vào đây đây. Có lẽ là ngày xưa con này ngày xưa là chạy quạt ấy à, chạy quạt nguồn 24V này, mình thấy có cái rắc thừa đây này, sau đó mình độ sang chạy quạt trực tiếp 220, có lẽ là vậy các bạn nhé. Còn bây giờ thì chờ mình ra mình vệ sinh qua đã để bắt đầu mình làm. Chân này nó đang chảy này, phải xử lý luôn cả chân này nữa này, chân công tắc này nó chảy nhưng nó vẫn tiếp nhá mọi người nhá. Khi hàn này nó có sự cố, con này đang không có điện áp hàn ra các bạn nhá. À, cứ để nguyên như này thử ghim điện thử cái để nhìn xem có cái đèn đỏ OC gì không các bạn ạ. Máy này mình đoán máy chạy IGBT, pin áp bé này các bạn ạ, và chạy hình như là chạy cầu hát, có đúng không nhỉ? À không, không rõ. À không, chạy nửa cầu đấy các bạn ạ, bởi vì tụ suất áp đây này, tụ suất áp nửa cầu thôi. IGBT nằm trên 2 này, xem có mấy IGBT nhỉ? Như vậy là có 2 IGBT song song, như vậy là IGBT nhiều hết. Còn đây là bọn D9202 à, chả biết là coi con gì, chỉnh lưu ra thôi. Biến áp động lực nhá, mình dọc này không hay lắm. Quần này là quần làm cho nó hàn nó ngọt hơn đấy, City này. Mình chỉ hiểu lâu nay thế thôi. Ghi điện xem nó có cái đèn đỏ nào nhá, các bạn nhìn nhá. Không có đèn đỏ gì cả các bạn ạ. Thì cũng đo đạc quá cái xem nó có sung trước gì không. Bây giờ mình đang nhìn xem lấy mắt ở đâu được bây giờ đây. Cái rắc này là rắc ra cả biến nhiệt à. Cái rắc này là rắc ra dơ le thì đúng, đây là cái rắc quạt đây này các bạn nhá. Ngày xưa quạt nó cắm ở đây là, nhưng mà mình thay bằng bằng quạt chạy trực tiếp 220 nhá, nhẹ tải cho phần nguồn hơn. Thì đây là rắc này ra cho dơ le này là 20 ô, như vậy là nó chơi dây đỏ là âm như dã man này các bạn, đúng là tàu. Dây đỏ là âm nhá các bạn nhá, chứ không phải dây đỏ là dương đâu. Đây là ra dơ le nhá, 26V. Các bạn vẫn nhìn được nhỉ, 26,1V cho dơ le nhá, rắc này đến dơ le để đóng dơ le đấy. Thì cái rắc này ra quạt ok nhá. Bây giờ mình sẽ đo trên Z24 này, 14V, như vậy là nó chạy rồi các bạn, 14V như này đã có xung rồi mọi người. Hay nào nó chạy hạ ra mày không có làm gì có 15V đâu, hình như là có xung rồi ấy. Để xem đo tần số thế nào. Con này nó đang đo chập chờn sung lắm các bạn ạ. À, đo tại đầu này ra đi. Đầu ra pin áp chưa sung đi. Đấy nó chạy 47kHz nhá, nó đã có sung rồi này. Đã có sung rồi nhá, tại sao lại không có điện áp hàn ra? Điện áp hàn ra rất yếu như thế nhỉ? Hay là lại đang dỉ đứt ở đâu không? Đấy nó chỉ có thế này thôi. Mọi người ạ.
đến đây xem nào. Cũng thế các bạn nhé. Như vậy là có xung rồi nhưng mà điện áp rất thấp mọi người ạ, kiểu như là đang bị bóp xung nhỏ nhất ấy, có thể nhỏ nhất ấy, các bạn. Lỗi của nó như vậy. Thì đo thử xem biến áp diode chỉnh như đầu ra có bị chập không. Chập không, chập nó sẽ bị như thế đấy. Không bị các bạn nhá. Chiều này dương ra này, dương ra đây này, còn âm về đây. Như vậy nó có xung rồi mà nó lại như vậy. Thôi để vệ sinh nó nhá các bạn nhá, để xem có cứu được nó không. Mình vừa ra mình vệ sinh qua này. Con này thì nó dùng cái bo dao động y như máy hàn chạy móc phét ấy các bạn nhá. Máy hàn chạy móc phét ấy, cũng xe 3140 này, cũng K35 này, rồi vân vân ấy, là lái cái cầu HBGT nó bao gồm cho 4 con 8050 8550 ấy, rồi lại lái Z24 bắt đầu mình lái cái biến áp chi xung này và tạo ra chẳng biết mấy xung này. Chắc là hai xung ngược nhau à. Về lửa cầu nó có tụ suất áp mà các bạn ạ, nó thiết kế kiểu ý mọi người ạ, nhưng mà do RTCT nó chỉ dao động ở cái tần số là 40 mấy kHz này thôi, chứ không phải là lên đến tận hơn 100 kHz như chạy bóng móc phét nhá. IGBT nó có hạn chế về tần số hoạt động mà. Thì nhìn có vẻ như con này, cái này là do nhà sản xuất họ làm như thế nhá. Cái đẹp điểm này là điểm đi ra cổng âm này nha, nó đi qua R-Sun này, đến đây là đi qua quận là mình bảo là hàn trong ngọt đấy, quận L ấy, tích trữ rồi giải phóng ấy, tạo ra lấy mồi hàn ngọt nhá. Những cái con này chắc là hãng họ dập những cái dung nhiễu họ không bỏ được, họ vẫn có này. Thì nó quấn từ điểm này sang điểm này. Đó, sau đó nó đi sang bên này bằng một cái dây đồng rất to vì dòng hàn nó lớn mà. Tới đây được chỉnh như bởi hai con diode kép này. Đấy, còn chỉnh quấn một phát nữa từ điểm này đến điểm này thì là từ đây đến đây và ngược so với từ đây đến đây ngược nhau các bạn nhé. Thì sang đây thì do cái vị trí này nó bị khoét lỗ này nên mạch y nó nhỏ, do đó nhà sản xuất họ đã phải bồi cái đồng ở đây, bồi cái đồng ở đây chưa đủ rồi họ lại bồi thêm một cái dây to này nữa để đến tận điểm gốc này để chỉnh lưu bằng hai con diode kép này, sau gộp lại trên cái miếng nhôm này nhá. Như vậy là cái này là nó bắt cái lưng này là ra miếng nhôm để vừa dẫn tản nhiệt vừa dẫn dòng ra nhôm luôn, nó thiết kế như thế nhá mọi người ạ. Nhưng vừa lo này không chết nha, nhiều trường hợp là nó tiếp xúc không tốt, là con này tiếp xúc lưng tiếp xúc không tốt ấy, thì con này gánh dòng nhiều là con này chết thế đấy các bạn ạ. Nhưng mà nó không sao mọi người nhá. Thì đây là hai đầu của cái biến áp động lực, lâu lắm rồi không dùng, không gặp quả dây nhôm xỉn gì cho tới không hàn được, chưa gặp các bạn ạ. Con này chạy lửa cầu thôi không phải cầu hát nhá. Biến áp chi xung chỉ tạo ra hai xung thôi mọi người ạ. Và đây là cái cầu H của 24 Z24 này, còn đây là hai đầu của cái biến áp chi xung nhá. Thì mình lại đo lại cho mọi người và đo AC phát xem nào nó như thế nào nào. Mình đang cắm qua bóng đèn là 200W thì nó bị sụt áp một chút dẫn tới là nguồn 300V không đủ đâu các bạn ạ. Đây là nguồn 300V này. Trên tủ lọc này nhá. Có đúng không nhỉ? Đúng rồi. Đấy, được 290 nhá mọi người nhá. Được 290 kìa. Đó. Còn điện áp hàn ra thì hầu như là không có. Đấy, bây giờ đo không có cái gì nữa rồi. Vừa nãy đo được 1 mấy vôn kiểu như điện áp ảo ấy các bạn ạ. Thì mình sẽ lấy mát ở đâu đó, đây ở vị trí này đi. Đây là cái dây cọc thừa này. Là 26 vôn này ra quạt ngày xưa đấy các bạn ạ. Thì đo tại chân lưng của bọn Z24 được có 14V, một lửa của 24V thôi thì là nó đã có xung rồi. Có xung rồi mà sao điện áp ra lại thấp như vậy? Kiểu như nó nén xung nhỏ nhất à. Hơi độc lạ nhá các bạn nhá. Mình hỏi cái có xung này rồi thì áp lại ra cao cơ. Chẳng nhẽ nó lại đứt dây à? À đứt quần làm việc à? Mình rút điện để mình xả điện để bắt đầu xem tình trạng nó thế nào nhá. Mình chưa phán đoán được chỗ nào là lỗi đâu. Nên các bạn cứ cố gắng kiên nhẫn theo dõi để xem là nó bị hỏng cái gì nhá. Phải làm thực tế thì mình biết được các bạn ạ. Nhiều hôm làm còn mãi mới trả ra bạc ra ban các bạn ạ. Từ hôm sau làm mới ra được ban. Mình xả điện nhá. Cũng hết rồi đấy các bạn ạ. IGBT mà chết ngắt thì nó cũng đích chạy được các bạn nhá. IGBT ấy, nó chết ngắt ấy, nó chết đứt xe rồi thì coi như là nó chả chạy được đâu.
xem hết hết rồi nhá. Đây là âm này, đây là dương này. Thì đây là GCE nhá, đo từ C sang E này. Không có gì nhá, đo ngược lại thì nó phải thông nhá. Bởi vì đốt nội mà. Ok. Tiếp theo con này. Ngược lại nhá. Cũng thông nhá. Cục cờ không đo được sang cái khác. Như vậy là bị sao, mọi người cho mình biết với. Mình chưa tìm ra lỗi, xem quần làm việc chính có đứt không. Rồi, nôi khi là nó dây nhôm nó đứt ngầm ấy, các bạn ạ, không đứt. Quần này thì đứt làm sao đứt được cả hai quần được, kiểu gì có một quần. Không sao các bạn nhá. Bây giờ thì mình chưa biết lỗi gì, bây giờ mình sẽ tháo IGBT ra. Mình tháo IGBT ra để mình đo xem sung ra đến đây chưa, xem như nào nhá. Các bạn chờ đợi mình nhá. Còn đây là cầu chín đứt diốt chỉnh như đầu ra này, nó không chết đâu. Nếu mà nó chết thì đã đo, nó đã biết được rồi. Nó đã chập rồi các bạn ạ. Không sao cả nhá. Cọc hàn xem nó có bị không tiếp xúc không. Ok nhá. Ok nhá. Không sao cả. Mình sẽ tháo 4 con IGBT ra nhá. Nó chạy con FGH40N60 mọi người nhá. Tức là hai con song song nhau thành 80A này, 600V. Nó không chết đâu, mình vừa đo kích mà ok. À đây chúng ta nhìn này, nó có sung rồi nhá, mà tại sao lại không có điện áp hàn ra, tải thế nhỉ. Mọi người nhìn cái bóng đèn nhá. Nó có cái bóng đèn này, bóng đèn dòng chảy, bóng đèn là sẽ đi ra kích cực gờ đấy. Thì bóng sáng tức là đã có sung nhá. Các bạn nhìn này. Đó, nó có thấy. Bên này không có sung. Như vậy là chết bên này. Đấy, tìm ra ban rồi. Mọi người. Vừa nãy mình tháo bên này ra, mình cắm mình thấy có sung bên này, đây là con đèn đèn này không sáng nhá, mọi người nhá. Đấy, bật bắt ở ban luôn rồi. Đây là cho mọi người tham khảo này. Nhìn này đi. G. Để mình xem nào. Đúng rồi. GDS nhá. Thế này tháo ra bắt được lỗi đâu rồi các bạn ạ. Vừa nãy mình tháo một bên ra, mình định không tháo bên này đâu, nhưng mà sau đó mình bảo thôi tháo hết đi để đo sung. À đây được chỗ nào bây giờ? Mình lấy nét ở cái kim nhá. Cái kim này nó mờ mờ các bạn này, các bạn nhìn được nhá. Thang đo 50 nhá. Có sung rồi nhá. Có sung rơi vào tầm như đồng hồ mình đang hiển thị ấy, là nó rơi vào tầm xem là 50 rơi vào tầm khoảng 15V nhá. IGBT này về kích 12V nó mở bão hòa được nhá. Nhá, 15V. Tiếp theo con bên này. Đó, đây chính là van nhá. Hay chưa? Chạy lửa cầu. Bếp lồi máy chạy lửa cầu nhá, xuất áp bằng ngọn dàn tụ này, hai con tụ song song, hai tụ song song này. Bạn nào xem video mình về kiến thức về nguyên lý của nó thì các bạn đã hiểu rồi. Thì con này mở thì con này khóa thì tụ sẽ được nạp điện. Đó. Rồi lại con này mở thì con này khóa thì tụ sẽ xả điện cứ từ năng lượng 300V ấy thì tạo dòng chảy ngược xuôi trên bên ấy, trên đấy. Nhưng bây giờ ấy, mà hai con cùng mở thì là âm dương 300V chập nhá. Hai nhánh cùng mở thì âm dương 300V chập. Nhưng hiện tại là chỉ có một con mở thôi, là tụ lạp cái rồi thôi. Còn một con nó cứ khóa mãi mãi thì làm sao có dòng điện lạp xả qua tụ, dòng có dòng điện biến thiên ngược xuôi qua biến áp này được. Các bạn nhá. Nên do đó mà nó bị, đây này mình diễn giải cho mọi người cái dòng điện nó chảy. Thôi, trong lý thuyết có rồi. Thôi xử lý cái con này thôi, có thể nó chỉ chết led hoặc chết gì đấy các bạn nhá. Thì cái mạch chia xung của nó ấy, thì cái con điện trở này này và cái con tụ điện này nó không liên quan đến mạch chia xung nhá. Đây là nó là nằm trên chân CE của IGBT để dập những cái xung đỉnh cao thôi, bảo vệ IGBT thôi. Còn cái mạch chia xung của nó chỉ là cái cụm con này này. Quận là đầu nối tiếp nhau hay sao ấy các bạn ạ? Quận này đi qua cái hai cái dây này đi sang đây. Kiểu như là nó đấu lối nó đấu song song nhau này mọi người. Đây và đây này là song song này, và đây đây song song, có thể là như thế các bạn nhé.
Thế do đó mình kiểm tra nhánh này thôi. Còn nhánh này đã có rồi mà. Đây là cắm lại cho mọi người xem là bên đấy mất nhá. Cố dùng gần cho mọi người nhá. Đấy bàn bệnh đấy, hỏng hóc đấy các bạn ạ. Sửa chữa chúng ta bên ấy được. Và mình tháo được đúng chỗ chết. Cầu H IC3525 đã hoạt động, đã đưa xung ra cho cầu H, đã lái được cái vi nắp chi xung này rồi. Nhưng mà cái linh kiện của cái phần driver tạo ra điện áp cấp cho chân G của cái nhánh bên này đang mất tác dụng các bạn nhé. Đó, bên này thì có này, còn bên này thì không. Mọi người có nhìn được cái đèn nó nhỉ? Đây mình tắt này, đấy cái đèn nó sáng kìa. Nha. Cái đèn bên kia cũng sáng rất yếu, mọi người thấy không? Đấy, chưa rõ tại sao nó sáng cũng sáng rất yếu, mình rút điện ra rồi đấy. Nó vẫn tích tụ thôi mà. Nó tích tụ thì nó lâu. Đáng nhẽ nó sẽ xả nhanh đấy nếu mà cắm cái nguồn tải 24V của quạt vào, nhưng mà quạt bây giờ là không chạy. Đó, mất rồi nhá. Cắm lại này. Đó. Ok nhá. Kiểm tra. Các bạn nhìn này, đây đo nét này. Đó, nó lên nét vào một con tụ đống song song nhau cơ. Nhá, một chiều này lên nhá. Thì con này này. Nó chả lên gì cả. Chiều ngược lại nó chả lên gì cả. Xử lý xong thì mình sẽ vẽ cho chúng ta tham khảo cái nó mạch của nó như nào và nó chết con gì để nó không bị nó bị như thế nhá. Tắt xứ mỏ hàn này, định nghỉ cái này thôi. Làm nốt thì tay chân đang bẩn, mũi đang bị đốt, mũi đang đốt các bạn ạ. Cứ chiều mình tao bị mũi đốt đây. Vườn bên hàng xóm nó có mũi nó cứ bay vào trong nhà mình. Có một con tụ không biết là bao nhiêu mi, tụ Tanta này đấu song song với led thì tụ lạp cái mà led mà không chết thì tụ sẽ không xả được điện thì cũng không được tạo được kín dòng. Mình sẽ phân tích, mình sẽ làm xong mình sẽ phân tích cho mọi người. Ui rồi con mũi bằng to rất là to, nó hút no mình rồi. Hình như mình vừa đụng được hai con led, hai con này. Đây con nét đây này và con tụ này, tụ Tanta viết mấy mi để tí xem nhé. Nét này kiểu gì mình phải thay đồng bộ cả hai rồi. Đấy nét cháy nhá mọi người nhá, nét cháy vừa nãy là nó vẫn có cái dòng mồi tí rồi, có khi để chỉ chết mỗi nét thôi, chả biết làm gì cả. 25V bao nhiêu đây? 4,7 mi, 4,7 các bạn ạ. Lấy tụ hóa lắp được đấy các bạn. Tụ này cũng chết à? Để tăng lên xem nó có lạp xả được không? Đấy, có lạp được này, nhưng lạp được rất ít luôn. Tụ này tụ. Để cho mọi người hiểu thì mình sẽ tháo nốt con tụ bên kia, mình đo cho chúng ta tham khảo để chúng ta sẽ biết được là nó tụ nó đang bị chết nha. Để đo so sánh ấy, mình biết là con tụ ghi lỗi rồi. Thực ra là kích MOSFET thì cũng như kích IGBT thì dòng nó nhỏ nhưng nó vẫn có dòng đấy. Khi chạy là bọn này nó cũng nóng đấy các bạn nhé. Khờ hút được, chưa ra được các bạn. Bốn phẩy bảy mà, 4 mi 7, nó ghi rõ luôn là 4 mi 7 các bạn ạ. Đây nhá, xem nó lạc nhá. Con kia đâu? Con kia dưới đâu mất rồi? Ở đây đây. Còn lỗi đây nhá. Như vậy là nó không lỗi à? Như vậy tụ không lỗi các bạn ạ, chỉ led lỗi thôi. Mình cũng nghĩ là led lỗi nên dẫn tới là nó không xả được các bạn nhá. Đây chờ mình thay ok sau đó.
mình kiểm tra một vài con nữa, sau đó mình vẽ cho mọi người tham khảo cái cấu trúc của cái phần chia xung đấy và tại sao nó chết con led này mà lại bị như vậy được. Đang chọn led nhá. Đây là con led chết này. Đây là con led zin mình tháo ra này. Thì nó sáng ở 50 nhá, ở 50 này. Mình có cái túi luôn led màu đỏ này. Thì nó lại sáng ở tận nội trở rất thấp hơn 20 cơ. Nhưng mình nghĩ là thay cả nó được đấy. Nhưng mình đang có hai con led màu xanh khác này. Đấy, cũng sáng ở 50 nhá. Đó này led màu xanh là giống nhau. Y như thế luôn nhá. Lấy ở đâu? Lấy ở một cái bo các bạn ạ. Cái bo này này đang nó có những cái dàn IGBT rất là kinh khủng. IGBT không có diode nội. Thế là cái mày ở cái bo gì hôm nọ ở trên Facebook cũng có một cái bạn ấy đang bán cái bo này, chẳng biết cái bo gì, bán lấy linh kiện đây. Mình có một cái anh cho cái bo đấy. Các bạn xem này, đó hai con đều sáng nhá. Các bạn nhìn thấy con này nó sáng hơn bởi vì cái này là mình đang làm nó hơi chui bên này. Nha, bên này thì điện áp vẫn có ok này. Đó, 15V nhá, bên này nhá. Đấy, cũng 15V ok nhá, đều nhau hết rồi nhá. Bán chết led thôi. Mọi người nhìn cái khe trong này nhá. Nó sáng được kìa, chả nhìn được. Và mình đo nguồn ra nhá. Đó, nó đã ra được 63V nhá. Mình đang cắm qua bóng đèn thôi. Bây giờ mình cắm trực tiếp cho chúng ta tham khảo này, nó sẽ cao hơn đấy. Cắm qua bóng đèn nó sụt áp một chút mà, còn có 290 mà. Đấy, 70V nhá. Ok. Và đây là cái sơ đồ của cái bo chi xung thế. Và tại sao là con led đây, mỗi con led đây chết thôi nhá. Tại sao con led đây chết mà nó lại làm cho IGBT không mở? Thực ra nó có mở nhưng mở rất nhỏ hoặc là nó không mở nổi. Tức là cái điện áp đường đây không đạt đến 12V để nó mở ấy được, nó phải 15V rồi các bạn. Thì cái biến áp chi xung này nó ghi là 20, 12, tức là quận 20 và 12 ấy, thì mình thấy là nó chỉ có hai dao hai xung thôi. Có khả năng ấy là đôi khi là nó sử dụng cho cả cầu hát được ấy, nó có hai quận giống hệt nhau để đấu song song nhau như này. Hoặc là cái nó có chân thôi chứ nó không có cái quận này. Các bạn nhá, có khả năng là nó không có quận, chỉ có chân thôi chứ không có quận. Thì mình vẽ một nhánh cho chúng ta tham khảo thôi. Thì cái nhánh ở trên này nó cũng kích hai con IGBT kia nhá. Đây là hai con IGBT mình đấu song song nhau này. Chân G được phân nhánh qua 15 ohm nhá. Chân C đấu chung chân C và chân E đấu chung chân E. Mát này nhá, là mát này nhá. Vậy con IGBT, hai con IGBT kia này không chung mát này đâu nhá. Thì chúng ta sẽ hiểu rằng ấy, chúng ta đang cần tìm hiểu này là cái U G E này này nhá. Là G E này này. Thì E nó chính là giải đây rồi nhá. Một chân này đi đây rồi. Thì cái xung dương đây sẽ làm cho IGBT mở, xung dương này nó sẽ được đẩy qua led làm led sáng, lạp trên con tụ bản kịch. Con tụ này là tụ tan ta nhá, tụ hóa chúng ta thay có khi cũng được đấy. Và có song song nó lại có một con tụ nữa là 24 nữa đó, nó thế cơ. Thì tóm lại là nó sẽ lạp và dòng led như thế này tới đây, kiểu như này, ghim kiểu như về mát như này, kiểu như khóa tích ấy. Chúng ta hiểu dạng khóa tích chẳng hạn nhá, nhưng nó có thiết kế như thế. Sau nó đi đẩy qua con 2,2 ohm tới đây chia thành hai nhánh, là nhánh cho một con này, nhánh cho một này phân áp như này các bạn nhá. Thì đến nửa chu kỳ sau mà đây sẽ là âm và đây là dương ấy, thì cái điện áp tồn dư trên G nó sẽ đi ngược trở lại như này. Nó đi ngược trở lại kiểu gì được các bạn? Có lẽ là đến nửa chu kỳ đấy là cái con tụ này này là nó phải xả hết điện đã lúc đấy, bởi vì nó lạp như này. Tóm lại là chúng ta sẽ nhìn hiểu rằng là khi con led này đứt này nhá, là cực dương tụ này, mà ở đây là dương thì cứ lạc được ra thật đấy, nhưng mà không xả. Bởi vì chúng ta chỉ hiểu là khi con tụ này lạp và con tụ này lạp thì bản cực dương đây phải âm đây, thì khi nó xả thì nó sẽ xả từ qua led này để về âm của nó. Mọi người nhé, led chết dẫn tới nó chỉ phát đầu nó lạp đầy và có dòng kích thôi, sau đó là nó không xả được này, dẫn tới là ngăn tụ, nó ngăn dòng, dẫn tới thực ra là led nó vẫn sáng hơi mờ mờ nhưng mà dòng quá nhỏ
tiến áp trung bình ở đây rất thấp và hai con này không mở tí nào cả. Đấy, lúc đầu tiên thì mình đo được 1,7 V ấy, sau đó là mất chẳng có V nào nhé mọi người nhé. LED bị chết đứt, chết chập thì có khi vẫn chạy nha. Đôi khi lỗ chạy bình thường nhưng mà đôi khi là sẽ có một lúc nào nó lỗ công suất chẳng hạn. LED chết đứt dẫn tới là đầu tiên thì nó xung dương đây được lạp phát tần số là 40 mấy kHz đấy nhá. Lạp phát nó mở được thôi, không đến nửa chu kỳ sau là nó đứt xả được. LED phải sống để nó lại xả ngược như này để về âm của nó. Chúng ta sẽ hiểu rằng là tụ xả là phải đi từ dương của nó về bản cực âm của nó, chứ không phải đi từ dương của nó đi khắp mạch rồi đi lên cả thế giới, đi về, đi từ nhà mình đến nhà các bạn. Sau đó nó phải đi đâu đó, nó phải về đến nhà mình, về đến bản cực âm của nhà mình chứ không thể đi được các bạn nhá. Cái điện tích nó là như vậy. Do LED chết dẫn tới là tụ không xả được điện tích đã xả, dẫn tới là cũng không có dòng để kích hai con IGBT, do đó một nhánh của lửa cầu này là không mở, dẫn tới là mất nguồn ra mặc dù là đã có xung. Như vậy là qua video này chúng ta sẽ thấy là TV hỏng LED cũng có, và máy hàn điện tử hỏng LED là cũng có, và máy hàn hỏng điện tử hỏng LED ấy là xung ta đo đã có ở đây rồi, đã tới đến đây rồi nhưng mà không được tới được chân IGBT, do đó IGBT sẽ không mở và con này thì nó chết một bên thôi các bạn nhá, chứ không phải là chết cả hai, nhưng mà mình đã thay cả hai con luôn các bạn ạ. Hy vọng nó đừng có chết con khác để mình có thu nhập đỡ phải bảo hành nhá. Rồi, video kết thúc một tối muộn rồi, chào mọi người nhá. Mà mình sẽ lắp hoàn thiện bàn khá là hay đấy nhỉ.